góp mình gì để gắn bó với mình tình cảm lại cho mình qua. Mặc dù là có nhiều bạn mới đầu năm nay cho thôi thì mình cũng hơi bị quá chút nào. Em xin lỗi với bạn là tại vì có nhiều lần em gom tiền quỹ á, em phải đổi với bạn nhưng phải giữ với bạn nhiều lắm. Bây giờ có những lần là dân chủ quá, mấy bạn không chịu đặt nữa, xong rồi em lại ôi mẹ với bạn nhưng mà mọi người đều bỏ cái chỗ của mình đó để mà tập luyện với nhau thành một tập thể. Em muốn nói chúc tất cả các bạn là lớp mình 22 là đậu 100% đẹp. Thì những bạn nào mà đậu học đại học quá thì đậu vào nguyện vọng một của các bạn. Còn sau này á không cần tụi mình đi học đó thì đủ đâu, chỉ cần là tụi mình nhớ về nhau là bên nhau 3 năm chung vậy là đủ rồi.